Hai ba năm chính sách. Mình lưu ý chính sách của anh ta như sau. Thứ nhất, tất cả các can đều không tan trong nước. Và tan nhiều trong khu hữu cơ. Không tan trong nước, tan nhiều trong khu hữu cơ. Thứ hai là các ăn gan từ C1 đến C4 tồn tại dưới sự cường thể khí. C4 thì không mùi, nhưng C2, C3 thì có mùi ga. Tại sao lại có mùi ga? Cái ga trong bật lửa ga chúng ta. C2, C3 là ga trong bật lửa ga. C3, C4 là khí hóa lỏng ở trong bình ga. Được chưa? Thế mà đây thầy lại bảo là tồn tại điều kiện trong thể khí. Thế mà tại sao chúng ta cầm ở bên trong bật lửa thì nó là dạng dung dịch, lắc lắc cái bình ga nhà mình lại dạng dung dịch. Tại sao? Tại vì là nếu mà được khí thì nó to lắm, đúng không? Ném nó về dưới dạng dung dịch thì mình có thể chứa được nhiều lượng chất hơn mang đi đâu, đúng không? Nó hiệu quả về mặt thể tích, về mặt tận dụng, đúng không? Vì vậy nên mình phải nén nó lại trong áp suất. Thế nên là khi mà các em cầm cái tầm lửa ga, đúng không? Cái em ném thật mạnh xuống, nó vỡ ra thì nó cũng đấy là do gì? Cái phần mà dung dịch bên trong này gặp áp suất này của khí ngay tức từ trạng thái lỏng chuyển thành trạng thái hơn, đúng chưa? Chuyển đột ngột nên gây ra hiện tượng nha. C5 đến C18 tồn tại ở điều kiện gồm thể lỏng. Từ C5 đến C10 thì có mùi xăng. Thực ra nó chính là xăng. Nó chính là xăng, xăng chúng ta dùng hàng ngày đấy. Thế đấy, từ C5 đến C10. Từ C11 đến 18 thì có mùi dầu hỏa. Bởi vì nó chính là mùi dầu hỏa. Vậy bây giờ em chắc ít dùng dầu hỏa. Ngày xưa khi còn không có điện thì hôm nay có những cái ngọn điện dầu hỏa. C18 trở lên thì tồn tại thể lỏng. Nó là dầu mỡ môi trường. Dầu mỡ môi trường với chi tiết máy. Dầu mỡ môi trường với chi tiết máy. Đúng không? Đây là tàu chất lý. Hai quát mình chưa đi sâu. Sau mình đi sâu. Sao? Mắc gì? Ở chi tiết máy chứ không phải là làm được bút rồi. Sẽ tự làm cái mô tổng kết thì nó môi trường người. Nhớ cái xích ở cái xe con đặc biệt của em không? Khi kêu nó đi mà tôi cái này tạch ấy là phải ra cái chỗ liên quan của bác cô cho biết dầu đấy. Sao em? Nhưng mà nó cũng có dầu là nắng. Dầu gọi là mỡ bò ấy. Nếu cái mỡ bò không phải mỡ là con bò. Tính chất mỏng. Thứ nhất chúng ta nhớ thầy các ăn can của chúng ta trong phân tử chỉ là liên kết sinh mạng. Đúng chưa? Trong phân tử ăn can chỉ có liên kết sinh mạng. Nói cái sigma thì bền đấy các bạn. Bền. Dẫn đến ở điều kiện thường thì trơ
về mặt độ mở thì chơi thì bình thường chơi chơi về mặt độ mở nghĩa như thế nào? Không tác dụng với axit bazơ muối, đấy gọi là chơi không tác dụng axit bazơ muối. Thế bây giờ để làm sao nó phản ứng hóa học thì nó chỉ có phản ứng hóa học, chỉ có phản ứng hóa học thế hoặc phản ứng oxy hóa, được chưa? Thế thế với lại cái oxy hóa thì là buổi sau mà, được chưa? Buổi này chúng ta không động với thêm động thì nó rất là dài, còn khác là kiến thức chúng ta phải học, được chưa? Đấy nhá, thế là hôm nay chúng ta làm được ở đây. Sau thứ nhất là trong phân tử của ankan thì chủ yếu là liên kết sigma, cấu trúc này trong phân tử của ankan thì chỉ có liên kết sigma hay còn gọi là liên kết đơn. Liên kết này rất là bền, khó bẻ gãy. Dẫn đến ở điều kiện thường, ở điều kiện thường thì ankan trơ về mặt hóa học. Ở điều kiện thường thì ankan trơ về mặt hóa học. Thế nó trơ như thế nào? Nó trơ như thế này là nó không tác dụng với axit, với bazơ, với muối. Đây là chơi không tác dụng. Thế nhưng mà nó có một phản ứng đặc trưng nhá. Chính vì vậy nên phản ứng đặc trưng nhất của ankan, đặc trưng nhất của ankan là phản ứng thế. Đặc trưng nhất của ankan nó sẽ ổn thể. Bây giờ đi vào một nhỏ tạo nên thế. A nhỏ định nghĩa xem phản ứng thế là gì. Định nghĩa phản ứng thế là gì? Phản ứng thế là gì? Phản ứng thế là phản ứng mà khi thay thế một hay nhiều nguyên tử này, nguyên tử của phân tử hợp chất hữu cơ bởi một hay nhiều nguyên tử khác, được không? Phản ứng tổng quát, phản ứng thế hydro carbon. Đây nhỏ điều kiện để xảy ra phản ứng thế là có ánh sáng khuếch tán, thời vấn này gọi vui là ánh sáng kích thích, hoặc là đun nóng nhẹ. Nhưng phản ứng thế này điều kiện cũng rất là ngặt nghèo nhé. Đây, phải ánh sáng hoặc đun nóng nhẹ. Ánh sáng kích thích thì với clo, còn đun nóng nhẹ thì với brom. C định nghĩa điều kiện. C là tác nhân của phản ứng thế này, tác nhân của phản ứng thế này nó là các loại halogen như clo, bro. Clo quá mạnh, nếu cho clo vào nó lập tức bẻ gãy liên kết CC nên là không được, yếu quá yếu không làm gì được nhá, nên là chỉ là clo và bro. Thế chính bởi vì tác nhân của phản ứng thế là halogen nên phản ứng thế còn có được gọi là phản ứng halogen hóa.
Nếu mà tác dụng với cờ lo thì được gọi là cờ lo vàng. Nếu tác dụng với bờ rôm thì được gọi là bờ rôm vàng. Ví dụ số là như thế này. Ví dụ đầu tiên CF4 cộng với cờ lo ánh sáng kích thích tỷ lệ 1:1. Vậy ở đây tỷ lệ 1:1 có nghĩa là một nguyên tử hydro bị thay thế bởi một nguyên tử cờ lo, được không nhỉ? Vậy thì một hydro ra đi, thế vẽ cấu trúc ra nhỉ? CL ánh sáng kích thích tỷ lệ 1:1 nhá. Thì bây giờ mình nhìn này, bốn thằng hydro này có như nhau không? Đúng không? Thì hai thằng clo là như nhau, vậy thằng clo này thế vào bất kỳ thằng hydro nào trong bốn thằng này thì đều được. Đúng chưa? Vậy này. Thế là mặt được, vậy nó sẽ tạo thành C này. Ánh sáng kích thích 1:1. C này. H này. Một CL ra, một hydro ra đi, một CL vào cộng với HCl, một clo ra đi nhé, được chưa? Vào đây thì tại HCl mình anh của bạn tôi đóng cửa dạ để thôi chịu vậy thế vào đây tiếp nha. Thế vậy này, duy phương trình ở trên này nó sẽ là tạo thành CH3CL cộng HCl, được chưa? Thế nếu mà anh CH3CL này mà thầy lại cho phản ứng thế tiếp với lại cờ lo ánh sáng kích thích theo tỷ lệ 1:1 tiếp thì nó lại lần nữa thế tiếp 1 kilo đúng không? Và thế là nào cũng được. CH2CO2 cộng HCl. Cháu này có tên là metin clo luôn. Phản ứng thế là phản ứng cực kỳ quan trọng của alkali. Chưa xong ạ, đây mình mới thử anh CH4. Vậy bây giờ mình thử sang anh CH6 thì có điều gì xảy ra? C2H6 mà nếu thế cờ lo theo tỷ lệ mol 1:1 ánh sáng kích thích thì mình thu được C2H5CL cộng HCl, đúng không em? Đúng chưa? Vậy mình nhìn này, thằng cấu trúc lập thể nó này, CH6 này, H đây thế. Vậy bây giờ nó thế anh hydro nào? Thằng clo thế hydro này, đúng không? Thì bây giờ mình nhìn kỹ này, ba anh hydro này cùng đính một carbon thì như nhau, được chưa? Được chưa? Ba anh hydro này đính vào cùng một carbon thì như nhau, được chưa? Vậy là hydro cùng đính của carbon thì như nhau nhé. Thứ hai, lưu ý này, trục đối xứng này, carbon với carbon này giống nhau đấy chưa? Bởi vì carbon này giống với carbon này giống nhau nên hydro này với hydro này giống nhau. Vậy là cả 6 hydro này đều như nhau, được chưa? Vậy có nghĩa là thằng clo này thế và thằng hydro nào trong cả 6 này đều được, được chưa? Vậy nó thế là nó tạo thành. Và viết như này rất mỏi tay, là thường sau này sẽ viết
C2H5CL. Tên của nó là E-tin cờ lo ruột. Được chưa? Lệ 1 nha. Thì sau khi viết xong phần này, viết xong phần C2H6 và C2H4 thì chúng ta có được làm cái nhận định. Được rồi, là hydro mà cùng đính vào một carbon, vào một carbon thì như nhau. Và hydro đính vào carbon đối xứng nhau, carbon đối xứng thì cũng như nhau. Đây nhé, thì có này, hydro cùng đính một carbon đây, đúng như nhau chưa? Đây hydro lại cùng đính một carbon này, đúng như nhau chưa? Thế mà đằng nào cũng được. Hydro mà đính vào carbon đối xứng với nhau, đây hai cái carbon này đối xứng với nhau đúng chưa? Thì như nhau, sáu này đều như nhau. Hiểu chưa nhỉ? Rất dễ đúng không? Giờ mình sang tiếp. Vậy bây giờ mình thử anh C38 xem. Mà cộng với lại cờ lo ánh sáng kích thích tỷ lệ 1:1 thì thế nào? Thì chắc chắn nó cũng tạo thành là C3H7CL cộng HCL. Cái này đứa nào cũng biết được. Nhưng bây giờ về lập thể thì sao? Chỗ này hay ghi nhá, chỗ này là đặc biệt nhất của hữu cơ. Nó khác so với vô cơ. Vô cơ là natri cộng cờ lo chỉ tạo thành NaCl. Được chưa? Còn hữu cơ, ví dụ như một vài chất thì chỉ tạo thành hai sản phẩm. Nhưng một vài chất bắt đầu từ đây, bắt đầu để sinh ra một hiện tượng làm nhiều sản phẩm. Chúng ta quan sát. Liệu 8 thằng hydro này có còn giống nhau nữa hay không? Không còn giống nhau nữa. Chúng ta quan sát cực kỳ xứng. Các con này giống các con này, nên 6 thằng hydro này là giống nhau. Có nghĩa cờ lo thế vào đâu trong 6 thằng hydro này đều được. Đúng không ạ? Vậy giả sử trường hợp thứ nhất, cờ lo thế vào 6 anh hydro đó hình tròn, thì có phải mình sẽ thu được sản phẩm đầu tiên đúng không? Được chưa? Thế nhưng nếu clo lại thế vào anh hydro này, một trong hai anh hydro này, hai anh hydro này giống nhau, thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm thứ hai. Đấy, xin phép mình viết tắt. Được không? Đây hai thằng này thì biết là CH3 được không? Đây là CHCL. Thì đúng này là vị trí này, đây là cờ lo đính carbon đầu tiên, thì cờ lo đính vị trí carbon số 2. Bây giờ mình thu được bao nhiêu sản phẩm nhỉ? Hai sản phẩm. Đây là điều khác biệt nhất của hữu cơ nhá. Vô cơ thì chất A cộng chất B chỉ là chất C và chất D thôi. Nhưng trong hữu cơ chúng ta đã học cái phần đại cương, mình đã biết là hai là hợp chất hữu cơ phản ứng hợp chất hữu cơ thường xảy ra theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau và tạo thành hỗn hợp các sản phẩm. Đây, hỗn hợp các sản phẩm này. Vậy ở đây mình nhìn thấy là anh C38 khi tác dụng với cờ lo thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Mấy sản phẩm? Hai sản phẩm. Được chưa? Suy ra C3H8 mà thực hiện tổng ứng thế mono cờ lo ruột, thế mono cờ lo hóa thì thu được tối đa là hai sản phẩm. Thế thì đã có hai sản phẩm thì sẽ phải có thằng nào chính, thằng nào phụ. Thì thực nghiệm chứng minh rằng anh này là sản phẩm chính, anh này là sản phẩm phụ. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không tài nào chúng ta thuộc được thằng nào là chính, thằng nào là phụ. Ví dụ anh này tác dụng với con này C2H6 tác dụng với clo thì chỉ là một sản phẩm, nên anh này là sản phẩm chính duy nhất. Được chưa? Ví dụ như anh CS4 tác dụng với clo thì chỉ tạo thành một sản phẩm chính duy nhất. Nhưng sang với anh C38 để tạo thành tối đa hai sản phẩm thì nó sẽ nảy sinh ra việc sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Từ đó mình sẽ nảy sinh ra cái quy tắc thế vào hydro carbon. Quy tắc thế hydro carbon. Quy tắc thế. Hydro của các bạn nào
quy tắc thế của hydro carbon. Quy tắc thế của hydro carbon như thế nào? Nó như thế này. Thứ nhất là X này là có thể là clo hoặc có thể là brom nhá. Được chưa? Nó sẽ ưu tiên thế vào hydro của carbon no và có bậc cao nhất. X là của clo và brom này sẽ ưu tiên thế vào hydro của carbon no có bậc cao nhất. Và ở đây bây giờ chúng ta sẽ có no thì mình biết rồi. No là carbon này chỉ có liên kết đơn. Nhưng bậc cao nhất là một cái mới. Mình phải học bậc là gì? Bậc của carbon là số liên kết của nguyên tử carbon với carbon bên này. Là số liên kết của nguyên tử carbon với carbon khác. Mà mình quay trở lại cái C3H8. Quay trở lại này. Là thầy sẽ không điền hydro nữa. Vì công việc điền hydro nó hơi khó nhìn. Mình nhìn đây C3H8 này. Đúng không? Carbon này bậc 1. Carbon này bậc 1. Đúng không? Và carbon này có 2 liên kết thì nó là bậc 2. Mình nhìn thấy vậy là thằng nào bậc cao nhất trong này? Là bậc 2 bậc cao nhất. Nên ưu tiên sản chính sẽ là có lo thế và carbon hoặc sữa. Đây nhìn nào. Sản phẩm chính. Thế nguyên tắc quen thuộc chưa? Được chưa? Thế vậy. Đây là. Vậy ở đây hoàn toàn bây giờ nếu thầy cho chúng ta cái ví dụ. Chúng ta lưu ý là ở bên trong cái anh ancan ấy thì nó chỉ có hai anh của anh carbon và anh hydro. Vậy nó sẽ có hai loại liên kết, một loại liên kết là CC, một loại liên kết là CH. Được không nhỉ? Vậy tách ở đây thì nó sẽ có hai cái trường hợp tách, hoặc là tách liên kết CH hay là tách liên kết CC. Được chưa? Mình sẽ bỏ anh nhỏ là tách hydro, hay còn được gọi là đè hydro mà. Đè ở trong hóa học nó coi như là tách. Hydro là cái hai. Bản chất những cái này nó phải liên kết với những thằng khác. Đây thì cắt một cái hàng, hai thằng ăn can cạnh nhau. Được không nhỉ? Vậy này, nó sẽ có xu hướng này. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Thì em nhìn kỹ nha. Khi có nhiệt độ áp suất xúc tác thì liên kết này dần dần đứt ra. Được chưa? Khi cái liên kết này dần dần đứt ra, đến lúc nào đó nó đứt hẳn. Hai hydro hóa trị 1 phải liên kết với nhau để tạo thành H2. Ban đầu carbon chúng ta đang hóa trị mấy đấy ạ? 4. Sau khi tách hydro ra thì carbon này đang hóa trị mấy thôi? Chỉ còn hóa trị mấy? 3. Vậy nó phải thêm một liên kết nữa để nó tạo thành hóa trị 4. Vậy nó sẽ tạo thành thế thôi. Được chưa? Vậy chuẩn nhất trong việc bản chất này là ancan thực hiện vào mình đề hydro hóa, nhiệt độ áp suất xúc tác thì nó sẽ tạo thành anken và cộng với hydro. Được không nhỉ? Nó sẽ tạo thành anken cộng hydro. Ví dụ như C2H4 mà nhiệt độ áp suất xúc tác thì tạo CH6 thì tạo thành CH4 cộng H2. C3H8 mà nhiệt độ áp suất xúc tác thì tạo thành C3H6 cộng H2. C4H10 nhiệt độ áp suất xúc tác thì tạo thành C4H8 cộng H2. Nhưng anh C4H10 lại có một điều đặc biệt như sau. Ví dụ như anh CH6
Thế là chỉ có CC nên tạo thành chỉ có một anh này thôi. C3 8 thì nó tạo thành đôi đôi ở đây hay đôi ở đằng sau đều như nhau, được không nhỉ? Nhưng để anh C4 10 bu tay đây, đúng chứ, nó có hai vị trí để tách hydro, hoặc hydro ở đây tách cùng hydro ở đây để tạo thành đôi đôi này, hoặc hydro ở đây tách cùng hydro ở đây để tạo thành đôi đôi ở giữa, đều được, được không nhỉ? Vậy đây là cái đặc điểm của hữu cơ nhé, phản ứng không chỉ xảy ra theo một chiều mà tạo thành hỗn hợp các sản phẩm. Được chưa nhỉ? Vậy đây nó tạo thành cái sản phẩm đây, hai sản phẩm nhá. Và anh nó đổi ở giữa sẽ ưu tiên sản phẩm chính, bởi vì nó sẽ ưu tiên tách hydro của carbon có bậc cao hơn nhá. B này có hắc pin, B gãy thì thêm thêm C bạc chất. Thứ nhất, điều kiện xảy ra là phải từ alkan lớn hơn 3 cái bọt trở lên bạc chất. Thì vẽ ra nhìn nhá, giả sử anh này đang C3 dưới áp lực của nhiệt độ áp suất xúc tác thì này đứt thằng này này, được không ạ? Khi đứt thằng này ra thì cháu này là còn CF3 này, đây vẽ này cho dễ nhìn. Đúng không? Nhìn thấy không? Để carbon mà hóa trị 4, đây tất cả này đang là này đang 3, này đang 3, đúng không? Thì hydro này sẽ hy sinh để cho carbon này, và hai thằng này sẽ tạo thành cái đục, được không? Hay nói cách khác là cracking thì ancan dưới tác dụng của nhiệt độ áp suất xúc tác nó sẽ tạo thành anken và ancan nhỏ hơn. Ví dụ tiếp theo, C4H10 nhiệt độ áp suất xúc tác thì nó tạo thành gì ạ? Anken sẽ là, bây giờ cắt một carbon ra nhé, cắt một carbon ra thì nó còn C mấy ạ? C4 mà bỏ ra một carbon thì còn C mấy? C3 đúng không? C3H6 ancan nhỏ hơn là CH4. Hoặc 4 được tách bằng 3+1 hoặc bằng 2+2 đúng không? C2H4 và C2H6. Đây là cái kinh. Ba nhỏ phản ứng oxy hóa, ba nhỏ phản ứng oxy hóa. Ba nhỏ phản ứng oxy hóa. Thứ nhất, ancan không tác dụng với dung dịch K1O4 nên dẫn đến ancan không làm mất màu dung dịch K1O4, không làm mất màu dung dịch K1O4. Thứ hai là phản ứng ancan cháy hoàn toàn sinh ra nhiệt lượng lớn nên thường hay được sử dụng để làm nhiên liệu, đúng không? Bếp ga đấy, xăng đấy,
dấu công thức tổng quát CN H2N cộng 2 cộng oxy tạo thành CO2 cộng H2O. Phản ứng này cực kỳ quan trọng nên chúng ta phải cực kỳ để ý. Ở đây mình có nha, N carbon hydro 2N cộng 2 nhân 1 chia 2 N cộng 1 oxy 2N cộng với N là 3N cộng 1 chia 2. Được không nhỉ? Nếu số mol ở đây của ancan là 1 mol thì số mol của oxy nó là 3N cộng 1 phần 2 mol, thì số mol của CO2 là N và số mol của nước là N cộng 1. Điều này khiến chúng ta nhìn thấy N nước là N cộng 1 với N CO2 là N, thì N nước như nào với N CO2? Luôn luôn lớn hơn N CO2, đúng không? Vậy nên có N nước luôn luôn lớn hơn N CO2. Và điều này cực kỳ đặc biệt, chỉ xảy ra với anh ancan mà thôi. Có nghĩa, các em chú ý đây là mũi tên 2 chiều. Có nghĩa là chúng ta cứ nhìn thấy là nước lớn là CO2, nếu mà là hydrocarbon thì nó là ancan. Hoặc cứ nhìn thấy ancan thì chắc chắn có là nước lớn là CO2. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra một hệ quả của nó. N nước mà trừ đi N CO2 thì bằng mấy? Luôn luôn bằng mấy? N cộng 1 trừ đi N luôn luôn bằng mấy? 1. Và 1 chính là số mol của ancan. Nhìn thấy không ạ? N nước trừ đi N CO2 thì luôn luôn bằng 1, và chính bằng số mol của ancan. Hay từ đây thầy sẽ suy ra được nó chính là số mol chặn. N nước trừ N CO2 thì luôn bằng N chặn. Được không? Ok chưa? Ứng dụng ancan này thì nó được sử dụng làm nhiên liệu, được chưa? Điều chế thì trong phòng thí nghiệm người ta điều chế ancan bằng hai cái phản ứng. Phản ứng thứ nhất là cho anh nhôm carbua Al4C3 cộng với nước để tạo thành AlOH3 cộng với lại CH4 cân bằng. Được chưa? CH4 bay lên. Thứ hai là người ta sử dụng phản ứng vôi tôi sút cho CH3COONa cộng với NaOH trong môi trường CaO để tạo thành CH4 cộng Na2CO2. Trên đây là toàn bộ lý thuyết về cái bài.